vậy? Má có phước lắm mới được làm má của con. Đẻ ba đứa mà con mình đứa con gái nó lo cho má, chứ không có phải như hai nhân hại này không bao giờ biết lo cái gì cho má nó hết. Suốt ngày chỉ có biết ăn hại thôi. Ủa sao má chửi con vậy? Chửi ngang xương vậy má? Tao không có chửi mày. Ủa? Ủa là má đang nói con hay là nói anh hai? Má đang nhìn con đó. Nhưng mà tao không chửi mày. Ủa chứ má chửi ai? Giờ tao chỉ cái xe nè. Hả? Xe này là xe ôm của mày. Đó là cái cân câu cơm của mày. Mà mày không câu cơm được, mày có một chút tiền á là mày bắt đầu mày đá gà. Mày có chút tiền cái mày đánh bài. Thấy không? Còn đứng đó làm gì nữa? Không chở con nhỏ đi đi. Là kêu con hay là kêu anh hai? Tao mới kêu mày. Ủa sao khó hiểu? Đứng đó làm gì? Quay xe ba ly về để ba chửi hoài kìa. Ghê luôn á. Đi nhớ gửi tiền gì cho anh ba nha. Khỏi mày. Tao nói mày khỏi luôn. Em đi nha anh hai. Ừ. Em đi nha anh ba. Hai anh nhớ ở nhà nhớ lo cho má. Đừng có báo má nữa đó nha. Ủa mình sao mày dặn dò mà giống như mày chửi khéo tao luôn á. Nó chửi cũng được mà. Cục vàng của má tôi không dám đụng tới, tôi nói thiệt. Tao đâu có nói mày. Không nói con sao nhìn con hoài vậy? Đi nhớ gì sớm nha anh hai. Không ghé đánh bài nữa à. Mày khỏi dặn mày. Biết thế nào nhà cũng bị chửi luôn á. Thôi con ra ngoài con làm cho má vừa lòng. Hôm nay tiền nhiều lắm, con gái tôi gửi về. Làm vài chén chứ. Trời ơi, thôi khỏi lo vụ đó luôn nha. Đâu ra tiền nhiều dữ vậy má? Tiền của con gái rượu tôi cho chứ ai. Ôi. Má, có gửi cho con không vậy? Tiền của Út, có gửi cho con không? Có không? Mày nói gì vậy? Thì Út á, bữa đó, trước khi đi nó có dặn mà. Tụi bay nhớ những gì tụi bay nói thôi. Tụi bay không bao giờ nhớ lời nó dặn. Ủa nó dặn cái gì? Nhớ không? Cái lúc mày kéo cái vali qua cho nó, còn bay là bay ngồi mày chở nó đi á. Trước khi nó đi nó dặn. Hai anh nhớ ở nhà nhớ lời cho má. Đừng có báo má nữa đó nha. Hiểu không? Bớt báo lời nên cái tiền này không có gửi cho tụi con. Con à? Khỏi đời con. Mày khỏi đời con mày. Không nói chuyện mày nữa, tôi đi công chuyện đi. Quá trời bực bội vậy. Đi à? Công chuyện gì? Đi đánh bài với công chuyện gì? Tao đánh vô mặt mày á. Mày nói ai đánh bài? Trời ơi, con nói nhỏ gì má con nghe nữa thiệt á. Tao đâu có bị điếc. Vậy thôi má đi công chuyện của má đi. Ừ. Nói thiệt á, cuộc đời này làm như nhà này chỉ có Út là con gái mà thôi. Còn tao với mày giống như đồ bỏ chứ mặt bãi vậy. Không hiểu thiệt luôn. Dì hai ơi, dì hai. Anh dạ. Hai ơi, con dạ. Mạnh về rồi nè. Ủa, Út về. Trời ơi. Mấy cái gì vậy? Coi coi. Ai? Ai đánh nó hả? Ai đánh mày? Được rồi. Bà Đạt. Bà Đạt. Gì anh hai? Gửi biểu đi. Dạ, ai quýnh mày hả? Bây giờ đừng hỏi gì hết nha. Ra liên lạc 500 anh em đá gà. Đi xử vô này mới được. Mẹ, nó dám ăn hiếp Út nhà mình hả? Thôi mà anh ba. Sao nó quýnh mày? Tại sao? Chồng nó đánh hơi bệnh á. Cái gì? Chồng nó đánh hơi bệnh hả? Dạ. Ra đặt vé máy bay liền. Kéo 500 anh em qua đó xử chồng nó luôn. Không đúng đó là không được. Nói nghe nè. Bán hết cái nhà này đủ tiền trả tiền máy bay cho 500 anh em không mà qua bển đánh người ta. Nè, anh có đi ăn mày anh cũng phải làm. Bởi vì sao đụng tới em gái anh là không được với anh. Thôi bớt giùm em cái. Khó khăn lắm em mới đưa được Út Hạnh về đây đó. Thôi em có công chuyện rồi. Gia đình tự giải quyết với nhau nha. Thôi nha, tranh thủ gửi sớm cho tôi nha. Em về nha. Ừ, thôi về đi. Nghĩ sao mà nó quýnh mày vậy đó. Bây giờ cái mặt vậy nè, coi kìa. Này, đau ngút. Đau cái gì? Cái gì mà ồn ào vậy bay ơi? Con Út nó về kìa. Cái gì? Con Út nó về hả? Ừ, dặn ra coi. Trời ơi mẹ. Út Hạnh, tại sao mặt con bị bầm, con có sao không? Trả lời má đi, bị chồng quýnh. Mày nín. Mày mới nói gì? Thôi, má kêu tôi nín luôn. Mày nói. Nó bị chồng nó quýnh. Tại sao mày không biết quýnh chồng nó cho nó? Bên bệnh á. Bán nhà mua vé máy bay đi. Qua xử liền. Quỳnh ơi, sao vậy con? Sao cái thằng mất dạy đó nó lấy con? Sao bây giờ nó quýnh con làm sao vậy hả? Nói má nghe đi, má xử cho bây giờ sao vậy con? Tất cả là tại con á má. Tại con? Con đi qua bên đó, con không có quen biết gì ai hết. Con không có nói chuyện tâm sự được với gia đình. Xong rồi á, con muốn kiếm thiệt là nhiều tiền để về lo cho má. Má hiểu mà. Tụi con tụ tập ăn uống. Xong rồi không có biết làm cái gì nữa hết. Cái con
Con sao? Cái con mới... Con sao? Con nói cho má nghe đi. Con sao vậy? Má sốt ruột quá nè. Con nói đi. Sao? Con chơi tài xỉu. Trời đất ơi, nghe một cái muốn xỉu ngang ngược với nó luôn á trời. Ê, mày nghĩ sao? Mày nín. Cũng may không. Con sao? Cái ngày hôm bữa lúc nhỏ đi vậy, tao kêu mày đừng có nói chuyện với nó, mày đừng đứng gần nó. Mày quay cái mặt qua mày phà vô mày nói chuyện với nó, mày lây luôn cái tính cờ bạc của mày á. Má hay đổ thừa quá má ơi. Đổ thừa gì? Cái nhà này nè, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tại sao con nói câu đó? Sao? Má gì? Má cũng mê môn tứ sắc mà. Đúng không? Thì nói tài xỉu. Ủa vậy chắc anh không đá gà. Con mày là chơi game đó. Thấy chưa? Phước mừng chưa? Thôi bây giờ nói chung là nó về đây là mừng rồi. Mà sao mà về đây được nè? Đúng rồi đó. Sao về đây được vậy con, nói má nghe. Dạ con. Tại Út nè. Nó về đây xong rồi nó đưa con về á má. Nhưng mà má ơi. Sao con? Con có thiếu Út Nam mấy chục triệu nữa. Má cho tiền con trả nha má. Không quan trọng đâu con, có mấy chục triệu à. Bây giờ giỏi lắm mà má cắt cái miếng giường khúc sau nè. Má bán, má trả hết nợ nần cho con. Bây giờ mình còn làm lại được. Bình tĩnh, má luôn luôn là cái người đứng sau lưng để giúp cho con nha. Dạ. Yên tâm nha. Rồi. Má ơi. Sao con? Vậy á, má cho con thêm 500 triệu nữa để con trả cho mấy cái bạn đồng hương bên đó nha má. Vậy 500 triệu. Trời ơi, trời đất quỷ thần ơi. Gì vậy? 500 triệu. Gì vậy? Út ơi, mày má luôn đó Út ơi. 500 triệu tao đào đâu ra Út. Bây giờ má bán hết giường tượng, má bán luôn cái nhà này. Tao bán luôn hai thằng Tây. Cũng không có đủ trả 500 triệu cho người ta nữa. Trời ơi Út ơi. Mày đi ra khỏi nhà má đi Út. Mày đi. Mày không đi đúng không? Mày không đi thì tao đi. Tao đi cho vừa lòng được mày. Trời ơi, 500 triệu lấy đâu ra? Má, mà đừng cản bà đi vô nhà chứ đâu phải đi ra ngoài đường đâu. Tại mày không á. Bởi vì tôi nói thiệt, cái má lúc nào mở miệng ra là Út là nhất, con gái là nhất. Đúng rồi, nhất á. Nhất bao nợ.